Thầy chào các em. Ở tiết học trước, thì ta đã tìm hiểu về hai động mạch nối tiếp và động mạch song song. Một tiết học ngày hôm nay, thì ta sẽ vận dụng định luật ôm và các công thức của hai động mạch để ta luyện tập về việc giải bài tập. Thì trước khi đi giải bài tập, thì ta ôn lại một số nội dung kiến thức mà các em đã học. Thì có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất, phát biểu nội dung và viết công thức định luật ôm. Chú thích tên gọi và đơn vị các đại lượng trong công thức. Câu 2, viết các hệ thức về cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mạch nối tiếp. Và câu 3, viết các hệ thức về cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở tương đương của động mạch gồm hai điện trở mạch song song. Về câu thứ nhất, định luật ôm, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. Công thức mô tả định luật ôm là I bằng U chia R. Trong đó, U là hiệu điện thế, đơn vị V, I là cường độ dòng điện, đơn vị ampere, R là điện trở, đơn vị ohm. Thì việc áp dụng công thức của định luật ohm vào trong bài tập của đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song rất phổ biến và quan trọng. Và khi các em vận dụng, các em viết công thức của định luật ohm đối với điện trở trong đoạn mạch nào thì ta chú ý về các ghi. Muốn áp dụng cho R1 thì ta ghi là I1 bằng U1 chia R1. Áp dụng cho R2 là I2 bằng U2 chia R2. Và thậm chí áp dụng cho cả đoạn mạch là I mạch bằng U chia cho R tương đương. Câu thứ hai. Trong đoạn mạch mắt tiếp, cường độ dòng điện có giá trị như nhau, nên I bằng I1 bằng I2. Hiệu điện thế của đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế của mỗi điện trở. Hiệu điện thế của mỗi điện trở trong đoạn mạch mắt nối tiếp thì tỷ lệ thuận với điện trở đó. Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần và những cái hệ thức đi kèm. Câu số 3. Ở đoạn mạch song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ I bằng I1 cộng I2. Hiệu điện thế của đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế mỗi điện trở hoặc là mỗi mạch rẽ. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở thì tỷ lệ nghịch với điện trở đó. Và nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch song song bằng tổng nghịch đảo các điện trở thành phần. 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2. Và từ công thức này, ta có thể suy ra cách tính điện trở tương đương nhanh hơn. Và công thức R tương đương bằng R1 nhân R2 chia R1 cộng R2. Công thức này chỉ áp dụng với đối với đoạn mạch chỉ có R1 và R2 mắc song song. À, thì bây giờ ta sẽ vận dụng các công thức định luật ôm, công thức của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song vào trong những cái bài tập cụ thể. Thì ở trong sách giáo khoa em ở bài số 6 gồm có 3 bài tập, thì lần lượt ta sẽ xét từng bài. Ở bài 1 trang 117 thì ta có sơ đồ như sau. Đề bài người ta cho biết R1 bằng 5 mô và khi cá đóng vôn kế chỉ 6 vô và ampe kế chỉ 0,5 ampe. Câu A tính điện trở tương đương và câu B tính giá trị R2. Thì các em nhìn cái sơ đồ này thì các em chú ý trong một cái sơ đồ mặt điện gồm các điện trở mắc với nhau
bao gồm các dụng cụ đo, thì ta phải nhớ vai trò của từng dụng cụ đo để ta hiểu được dụng cụ đó đo là được gì. Trong sơ đồ này thì vô kế mắc vào hai đầu R1 và R2. Vậy vô kế đo hiệu điểm thế của động mạch vô tiếp. Vì thế em tóm tắt là U bằng 6 vô. Anh lấy kế mắc nối tiếp với R1, R2 và đo cường độ dòng điện trong động mạch mắc nối tiếp. Cho nên các em tóm tắt là Y bằng 0,5 A. À, như vậy, ở câu A thì ta thấy khi các em đã tóm tắt đúng thì việc tính điện trở tương đương không có gì khó khăn. Như vậy ta áp dụng được ôm đối với động mạch AB, ta tính được điện trở RAB bằng U trên Y. Từ đó các em thay số ta tính được RAB bằng 12 ôm. Tính được RAB cho biết giá trị R1, và muốn tìm giá trị R2 thì ta dựa vào công thức tính điện trở tương đương của động mạch mắc nối tiếp. RAB bằng R1 cộng R2. Dễ dàng ta suy ra được R2 bằng RAB trừ R1. Ta thay số như vậy là R2 bằng 7 ôm. Ở bài này, đây là cái cách ngắn gọn và nhanh nhất. Tuy nhiên trong bài tập thì các em có thể có nhiều cách để giới thiệu một cách. Ở cách này thì ta có thể tính hiệu điểm thế ở hai đầu R1 vì ta đã có Y và R1. Như vậy ở câu B muốn tìm R2 thì ta dựa vào điện lực ôm, muốn tìm R2 phải có U2 và Y. Thì vì chưa có U2, chỉ có U thôi. À, như vậy ta sẽ tìm hiệu điểm thế hai đầu R1. U1 bằng Y nhân cho R1. Và thì các em thấy khi ta áp dụng điện lực ôm đối với điện trở nào thì ta ghi đúng thứ tự. U1 thì phải là R1. Em thay số. Như vậy là U1 ta tính được 2,5 vôn. Có U1, có U mặt. Từ đây ta tính được hiệu điện thế hai đầu R2. Và cuối cùng ta sau khi tính được U2 bằng U trừ U1 thì ta sẽ tính được giá trị điện trở R2 bằng điện lực ôm. R2 bằng U2 chia cho Y và kết quả cũng tính được là 7 ôm. Và qua hai cách làm này các em thấy ở cách thứ nhất ta chỉ cần hai bước là các em tính được giá trị R2. Ở cách thứ hai thì ta cần tới 3 bước thì ta tính được giá trị R2. À, hai cách làm khác nhau. Nhưng mà mức độ ngắn gọn thì ở cách thứ nhất là nhanh hơn, tốt hơn. Và ở cách thứ nhất là các em đã tìm R2 bằng công thức R tương đương. Ở cách thứ hai ta không tìm R2 bằng R tương đương mà ta tìm bằng định luật ôm. Hai cách làm này nếu nói ra thì có thể là mình không thể nào so sánh được cách nào nhanh hơn, cách nào chậm hơn, tùy theo điều kiện của bài tập người ta cho. Có thể ở bài này cách tính được tương đương nó nhanh hơn, nhưng mà ở bài khác cách tính được tương đương nó lại khó hơn. Bây giờ ta qua bài 2 cũng trong sách giáo khoa. Đây là sơ đồ mặt điện. Và nhìn vào sơ đồ này ta thấy R1 và R2 được nối chung với nhau ở hai đầu. Được nối chung với nhau ở hai đầu. Vì thế R1 và R2 được mắc song song. Đề bài cho biết biết rằng R1 bằng 10 ôm. Anh lấy kế A1 chỉ giá trị 1,2 A. Anh lấy kế A chỉ 1,8 A. Câu A tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB và câu B tính R2.
Thì bài thứ hai, em thấy trong sơ đồ này cũng có các dụng cụ đó là ame kế A1, ame kế A. Và các em chú ý, ame kế muốn đo cường độ dòng điện qua điện trở nào thì ame kế phải mắc nối tiếp với điện trở đó. Thì ở đây ta thấy ame kế A1 mắc nối tiếp với R1, như vậy nó sẽ đo được cường độ dòng điện của R1. Như vậy khi em đọc đề, em sẽ tóm tắt là I1 bằng 1,2 ampe. Còn ame kế A nó nằm ở mạch chính, nằm trên cái mạch chính, như vậy ame kế A sẽ đo cường độ dòng điện qua mạch chính. Như vậy ta tóm tắt là I bằng 1,8 ampe. Thì câu A tính UAB thì cái điều kiện đề bài cho là cho biết R1 và cho biết I1. Như vậy dễ dàng ta tính được hiệu điện thế ở hai đầu R1 bằng cách em áp dụng cường độ đo. Và khi ta tính U1 thì ta cũng biết trong đồng mạch song song U1 bằng U2 và bằng UAB. Như vậy ta ghi luôn những cái đặc điểm nó bằng nhau là U1 bằng U2 bằng UAB và ta tính cái U1. Mặc dù ta áp dụng cường độ ôm cho R1 để tính U1 nhưng mà ta biết hiệu điện thế của R2, hiệu điện thế của đồng mạch AB cũng bằng 12V. Ở câu B, ta tính điện trở, giá trị điện trở R2. Như vậy đã có U2 rồi, vì thế muốn tìm R2 thì ta nghĩ ngay đến điện lực ôm. Nhưng mà trước hết thì ta phải tìm cường độ dòng điện qua R2 bằng công thức của đồng mạch song song I bằng I1 cộng I2, từ đó sẽ suy ra I2. Và có I2 và có U2 thì ta tính được điện trở R2. R2 bằng U2 chia I2 và kết quả bằng 20 ohm thay số 1. Đây là một cách. Một cách khác ở câu A, sau khi ta tính được cái UAB bằng 12V và ta đã biết được cường độ mạch chính là 1,8 ampe, như vậy ta áp dụng điện ôm để tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB. Và đối với bài này, khi ta thay số vô em tính thì kết quả không được chẵn và em không nên làm tròn số, em cứ để phân số là 20/3 ohm. Như vậy có RAB, có R1 thì em cũng dùng một công thức điện trở tương đương của đồng mạch song song ta tính được giá trị R2. 1 phần RAB bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2, từ đó suy ra 1 phần R2 bằng 1 phần RAB trừ 1 phần R1. Em thay số 1 phần 20/3 trừ cho 1 phần 10 thì em nghiệm đảo lên là 3 phần 20 trừ 1 phần 20 trừ 2 phần 20 thì sẽ bằng 1 phần 20. Công thức này thì trước khi đi kết quả thì em phải nghiệm đảo lại, em suy ra R2 bằng 20 ohm. Như vậy ở bài này cũng có hai cách và em thấy hai cách làm khác nhau. Ở câu B, ở cách thứ nhất ta tính điện trở R2 bằng cách ta sử dụng điện lực ôm. Ở cách thứ hai ta tính R2 bằng công thức điện trở tương đương. Và ở bài này thì cách thứ nhất dễ hơn, em làm nhanh hơn so với cách thứ hai. Ở cách thứ hai, khi tính RAB nó ra phân số, rồi dùng công thức nghịch não em mới tìm được 1 phần R2 và phải suy ra R2. Như vậy qua hai cái bài 1 và bài 2 thì ta thấy là hai cách làm khác nhau và tùy theo điều kiện ban đầu của đề bài cập cho thì ta phải biết sử dụng cách nào cho nó hợp lý, cho nó nhanh.
Rồi, thầy sẽ giới thiệu cho em thêm một bài tập nữa về đoạn mạch mắt song song. Cho mạch điện gồm R1 mắt song song R2. Một âm mấy kế A và âm mấy kế A2 đo cường độ dòng điện qua mạch chính và qua R2. Viết R1 bằng 45 ohm. Âm mấy kế A và A2 lần lượt chỉ 5 ampe và 2 ampe. Ở câu A, vẽ sơ đồ mạch điện. Hai bài trước em thấy là người ta cho sẵn sơ đồ và em chỉ nhìn qua sơ đồ và em hiểu được cách mắt và em tóm tắt và em nhận được. Nhưng ở bài này người ta cho biết vai trò của âm mấy kế A và âm mấy kế A2 trong mạch điện và yêu cầu ta vẽ sơ đồ mạch điện. Và đây là một kỹ năng mà nhiều em thường không làm được. Em chỉ có thói quen là dựa vào sơ đồ cho sẵn để em tính. Tuy nhiên cũng có những bài tập mà mình phải vẽ được sơ đồ mạch điện. Và nếu mà em vẽ sai sơ đồ, em hiểu sai ý nghĩa vai trò của dụng cụ đo thì chắc chắn cái phần tóm tắt của mình sẽ sai. Và cả bài toán này em sẽ làm sai. Cho nên thầy giới thiệu bài số 3 này mục đích để cho các em biết cách vẽ một sơ đồ mạch điện. Trước hết thì ta nhận xét là đoạn mạch này gồm R1 song song với R2. À, thì giờ ta giải thích câu A trước nha. Như vậy, biết được R1 và R2 mắc song song thì ta vẽ R1 và R2 mắc song song. Riêng cái R2 ta chừa một cái khoảng trống để ta xen vào âm mấy kế A2. Vì âm mấy kế A2 đo cường độ dòng điện qua R2 thì ta vẽ âm mấy kế A2 mắc nối tiếp với R2. Đây. Rồi âm mấy kế A nó đo cường độ dòng điện qua mạch chính, như vậy âm mấy kế A em vẽ ở ngoài. Em vẽ trước hai cái đoạn dây nối ở ngoài, rồi em vẽ thêm âm mấy kế A. À, như vậy là em chỉ cần thêm một đoạn dây nữa và em gắn vào cực dương cực âm. Như vậy ta đã vẽ xong được một sơ đồ đoạn mạch mắc song song gồm có âm mấy kế A và âm mấy kế A. Tiếp tục qua câu B. Giờ ta tóm tắt lại. Cho biết R1 bằng 45 ohm, cường độ mạch chính 5 ampe là Y, cường độ dòng điện qua R2 là 2 ampe. Câu B, câu A là vẽ sơ đồ này. Câu B, tìm UAB, tìm R2. Như vậy, muốn tìm UAB thì ta thấy đề bài người ta cho biết R1. Như vậy ta sẽ tìm UAB theo U1. Tại vì trong là mặt song song thì R1 song song R2 nên U1 bằng U2 bằng UAB. Như vậy ta sẽ tìm cường độ dòng điện qua R1. Và kem dựa vào công thức của đồng mặt song song, I1 bằng I mạch chính trừ cho I2. Kết quả là 3 ampe. Sau khi có R1 và sau khi có I1 và có R1, ta sẽ tính được hiệu điện thế của đồng mạch AB. UAB bằng U1 bằng U2 bằng I1 nhân R1. Ta thay số bằng 135V. Có UAB rồi, tính R2 và cho nhìn tóm tắt ta thấy đề bài để cho biết âm mấy kế A2 chỉ 2 ampe, tức là 2 I2 bằng 2 ampe. Dễ dàng ta tính được giá trị điện trở của R2. Và câu C, người ta nói rằng là thay R1 bằng R3, thay giá trị là tức là bỏ điện trở R1 đi và thay vào đó bằng một cái điện trở R3. Thì âm mấy kế A bây giờ chỉ 6 ampe.
tính R3. Xem như là một cái bài khác. Và trong cái câu này thì ta vẽ lại cái sơ đồ. Thay R1 bằng R3, còn R2 vẫn giữ nguyên. Thì các em có phải có cái nhận xét như thế này. Đối với đoạn mặt song song, điện trở R2 có giá trị không đổi. Hiệu điện thế của đoạn mặt AB cũng có giá trị không đổi. Vì thế nên cường độ dòng điện qua R2 cũng có giá trị không đổi. Tức là ở đoạn mặt lúc đầu khi R1 và R2 mắc song song thì I2 bằng 2 ampe. Và ở đoạn mặt lúc sau, cho dù thay R1 bằng điện trở R3 thì cường độ dòng điện qua R2 cũng bằng 2 ampe. Vì nguyên nhân là do UAB R2 không đổi. Như vậy thì gọi cường độ dòng điện qua R2 lúc sau là I2 bằng I2 và bằng 2 ampe. Biết được cường độ dòng điện qua R2, biết được cường độ dòng điện qua mạch chính lúc sau là I phẩy, thì ta cũng dựa vào công thức cường độ dòng điện trong mạch song song, các em tính được cường độ dòng điện qua điện trở R3. Từ đó I phẩy bằng I phẩy 2 cộng I3, ta suy ra I3 bằng I phẩy trừ cho I2, kết quả là bằng 6 trừ 2 bằng 4 ampe. Và có được I3, có được UAB thì dễ dàng ta tính được điện trở R3. R3 bằng UAB chia cho I3, kết quả bằng 33,75 ohm. Như vậy qua ba cái bài tập này thì ta thấy đối với đoạn mạch tố tiếp thì phần làm bài tập của mấy em tương đối dễ dàng, nhưng mà sang cái đoạn mạch song song thì em có thể là hay nhầm sang công thức của đoạn mạch tố tiếp, và em chú ý cái điều đó. Và điều thứ hai thầy muốn nói ở đây là cho dù là đoạn mạch nối tiếp hay là đoạn mạch song song thì công thức được luật ôm lúc nào cũng được sử dụng. Và công thức được luật ôm áp dụng cho điện trở nào cũng không có gì gọi là khó khăn. Cho nên trước khi nghĩ đến những cái công thức khác thì ta thấy rằng nếu ta áp dụng được định luật ôm để ta tính thì ta cứ mạnh dạn cho em áp dụng. Và trong sách giáo khoa có thêm một cái bài tập số 3. Đây là một cái bài tập tương đối khó. Ta nhìn vào cái sơ đồ, người ta cho biết R1, R2, R3 được mắc với nhau. Các em đã học đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. Đoạn mạch nối tiếp là đoạn mạch gồm hai điện trở. Thầy lấy thí dụ hai điện trở là đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối liền tiếp nhau. Đoạn mạch song song là đoạn mạch mà hai điện trở được mắc chung với nhau ở hai điểm. Nhưng mà cái đoạn mạch này nó có ba cái điện trở, thì rõ ràng các em thấy ngay là cái điện trở R1 không thể nào nối tiếp với R2 và R3 được. Hoặc là ba điện trở này không thể được mắc song song với nhau được. Tuy nhiên, nếu trong cái mạch điện AB này, các em quan sát cái đoạn mạch MN, thầy đánh dấu trên đây, thì cái đoạn mạch MN chắc chắn là đoạn mạch song song gồm R2 và R3. Rồi cái đoạn mạch MN và đoạn mạch AM, đoạn mạch MN và đoạn mạch AM, hai đoạn mạch này mắc nối tiếp với nhau, hay nói một cách cụ thể hơn là đoạn mạch MN mắc nối tiếp với điện trở R1. Thì qua cái phân tích này các em nhận thấy thế này, cái mạch điện AB này
gồm các điểm trở, và trong mạch điện đó có đoạn mạch mà các điểm trở mắc song song, và có đoạn mạch mà có điện trở mắc nối tiếp với đoạn mạch khác. Tức là trong cái mạch điện có sự xen lẫn các mắc nối tiếp các điểm trở và các mắc song song. Vì thế người ta gọi mạch điện này là mạch điện mắc hỗn hợp. Đoạn mạch mắc hỗn hợp không phải là một cái bài học mới, mà nó chỉ là một bài tập vận dụng hai đoạn mạch nối tiếp và song song. Như vậy về phương pháp chung, thì khi mà em xét đoạn mạch nào, em xét đoạn mạch song song thì em sử dụng công thức đoạn mạch song song. Khi em xét đoạn mạch nối tiếp thì em sử dụng công thức tính chất của đoạn mạch nối tiếp. Bây giờ ta tiến hành, ta sẽ giải cụ thể của bài này. Ta tóm tắt. Đề bài cho biết R1 bằng 15 ohm, R2 bằng R3 bằng 30 ohm và UAB bằng 12 ohm. Ở câu A, tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB, tức là tính điện trở mạch. Câu B, tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở I1, I2, I3. Như vậy thầy đã phân tích về cái đoạn mạch mắc hỗn hợp. Cho nên khi ta muốn tính điện trở tương đương của một mạch điện mắc hỗn hợp thì ta hãy nhìn trong mạch điện đó đoạn mạch nào mà các em thấy các điện trở được mắc song song hoặc mắc nối tiếp với nhau thì em sẽ tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó chứ. Và qua đây thì em thấy nếu ta xét đoạn mạch MM trong sơ đồ này thì R2 và R3 mắc song song với nhau. Vì thế ta sẽ đi tính trước điện trở tương đương của đoạn mạch MM. Thì ta dùng công thức mạch song song RMN bằng R2 nhân R3 chia R2 cộng R3, em thay số, kết quả là 15 ohm. Như vậy ta đã thay thế R2 R3 bằng RMN. Và em nhìn tiếp, lúc này thì RMN lại mắc nối tiếp với R1. Như vậy từ đây ta sẽ tính được điện trở tương đương của đoạn mạch AB sẽ bằng R1 cộng cho RMN bằng 30 ohm. Đó. Rồi như vậy là ta đã tính được cái điện trở tương đương của một mạch điện mắc hỗn hợp. Và nếu ta chú ý kỹ theo thuộc công thức của từng đoạn mạch thì ta sẽ tính được điện trở tương đương của mạch hỗn hợp không khó lắm. Sang câu B, tính cường độ dòng điện qua R1, R2, R3 thì ta nhận xét trong phần tóm tắt của mình người ta cho biết UAB. Như vậy trong một cái mạch điện mắc hỗn hợp sẽ có điện trở nằm ở mạch chính và điện trở nằm ở mạch rẽ. Và rõ ràng các em thấy cái điện trở R1 nằm ở mạch chính và R2, R3 nằm ở mạch rẽ. Cho nên cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB, tức là qua mạch chính, sẽ chính là cường độ dòng điện qua điện trở R1. Vì vậy ta tính cường độ dòng điện qua R1 thông qua tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB bằng cách em áp dụng được ohm cho cả đoạn mạch AB. I1 bằng IAB bằng UAB chia RAB. Như vậy ta thay số, UAB là 12V, RAB bằng 30 ohm. Như vậy I1 bằng 0,4 A. Như vậy ta đã tính được I1. Bây giờ I2, I3 ta tính như thế nào? I2 và I3 là cường độ dòng điện qua mạch rẽ. Như vậy thì ghi là kết quả ở câu A và I1. Vì I2, I3 nó nằm ở mạch rẽ
Cho nên là muốn tìm I2, I3 thì các em phải biết được hiệu điện thế của đoạn mạch song song. Vì nó nằm ở mặt rẽ, mặt song song. Cho nên ta phải tính được cái UMN. Và ta nhìn cái nhận xét ở trên, trong cung. Khi ta tính được cái IAB, thì IAB bằng I1. Và tại sao nó bằng IMN? À, vì R1 và RMN mắc nối tiếp nhau. Cho nên là cường độ dòng điện có giá trị như nhau. À, như vậy cái nhận xét ở trong cung này rất quan trọng. À, khi ta tính được cái IAB, và ta thấy rằng IAB này bằng với I qua đầu mặt nào thì em cứ ghi ra. Để ta dễ áp dụng điều ôm khi ta đi tính hiệu điện thế. UMN cứ viết đúng theo định luật ôm. UMN bằng IMN nhân cho RMN. Và RMN là để ta tính rồi. Bằng 15. À, như vậy là UMN sẽ bằng 6V. Và UMN bằng U2 bằng U3 bằng 6V do R2, R3 phát song song. Và ta tính được cường độ dòng điện qua R2, R3. Và ở bài này đặc biệt là người ta cho biết giá trị R2 bằng R3 bằng 30 ohm. Mà U2 lại bằng với U3. Như vậy theo định luật ohm, I2 bằng I3. Cho nên là ta không cần phải tính I2, tính I3, mà chỉ cần tính I2. Và kết quả là I2 bằng I3 bằng 0,2. Hoặc có một cách khác để tính I2, I3. Do R2 song song với R3 nên I2 trên I3 bằng R3 trên R2. Công thức này là các em đã học rồi. Cường độ dòng điện qua mặt rẽ, tỷ lệ nghịch với điện trở mặt rẽ. Và R2 lại bằng với R3. Từ đó ta suy ra được I2 bằng I3. I2 bằng I3 mà tổng I2, I3 bằng I mạch chính. À, như vậy có phải là I2 bằng I3 bằng I mạch chính chia 2. Kết quả cũng bằng 0,2 ampere. Thì trong sách bài tập, nếu em nào có sách bài tập thì cũng có một vài bài tập về đoạn mạch mặt hỗn hợp, thì các em luyện tập thêm. Thì trong tiết này thầy cũng giới thiệu thêm một cái bài tập mắc hỗn hợp. Về nhà em sẽ làm bài này. Cho mặt điện như hình vẽ. Sơ đồ thì cũng giống như cái bài ta vừa thực hiện. Trong đó R1 bằng 5 ohm, R2 bằng 60 ohm, UAB bằng 54 ohm. Câu A, cho biết R3 bằng 30 ohm, tìm cường độ dòng điện I2 qua R2. Và câu B, cho biết cường độ dòng điện qua R2 là I2 bằng 0,8 ampe, tìm R3. Như vậy bài này em thấy là cái câu A là cho biết R3, tìm I2. Và còn câu B là cho biết I2, tìm R3. Như vậy hai câu này nó ngược nhau. Điều này có nghĩa là gì? Là khi ta làm câu B, ta không được sử dụng lại giá trị I2 và R3 bằng 30 ohm ở câu A. Và các em chỉ sử dụng cái điều kiện ở phía trên, R1 bằng 5 ohm, R2 bằng 60 ohm, UAB bằng 54 ohm. Và điều kiện ở câu B là I2 bằng 0,8 ampe, ta tìm R3. Thầy sẽ gợi ý về nhà để các em làm. Bây giờ đầu tiên muốn tính I2 thì ta tính ra. Ta có UAB, ta có R1, R2, R3. À, khi mà đề bài người ta cho biết UAB thì mình muốn tìm I thì phải có RAD. À, như vậy ta sẽ tính R23 trước. Thì các em dùng công thức mặt song song dễ dàng các em tính được R23 bằng 20 ohm. Rồi sau đó R23 và R1 lại mắc nối tiếp nhau thì em tính được RAD. Và ta tính được
cường độ dòng điện qua động mạch AB. Kết quả là 2,16 ampe. Và ta tính IAB để làm gì? Để ta tìm cái I, ta muốn tìm I2 thì ta phải có cái I mạch chính, tức là I1. Mà I1 chính là IAB đó. Như vậy ta muốn tìm I2 thì ta phải tìm I mạch chính và phải tìm được I3. Như vậy ta phải tìm, phải tính được cái U23. U23 là hiệu điện thế của động mạch song song R2, R3. U23 bằng I23 nhân R23. Trong đó là I23 bằng IAB bằng I1. Vì dễ dàng ta tính được U23 là có hết rồi. Tính được U23 bằng 43,2V. Biết được U23, biết được R2 thì em tính được I2. Kết quả là 0,72 mA. Ở đây là thầy gợi ý phương pháp thôi, cho nên là thầy không có thay số. Thì về nhà em làm lại, trình bày lại chi tiết. Rồi câu B, tính giá trị R3. Thì ở câu B này thì các em chỉ sử dụng những điều kiện UAB bằng 54V, R1 bằng 5 ohm, R2 bằng 60 ohm, I2 bằng 0,8 ampe. Là ta không được dùng, không được dùng lại cái I2 bằng 0,72 ampe. Và bây giờ ta sẽ tìm R3. Như vậy có I2, em nhìn tóm tắt, có I2, có R2 thì ta cứ tìm hiệu điện thế ở hai đầu R2 là U2. Em tính được, thay số vô em tính được U2 là 48V. Và sau khi có U2 rồi, ở đây người ta hỏi mình là tính R3 thì U2 nó bằng U3. Như vậy muốn tính R3 thì phải biết thêm cái I3. Mà muốn biết I3 là phải có I1. Như vậy U2 bằng U23 bằng 48V. Như vậy ta phải tính được U1. Thì đề bài người ta đã cho biết UAB. Như vậy ta tính U1, R1 và R23 mắc nối tiếp nhau, cho nên ta dùng công thức hiệu điện thế của động mạch mắc nối tiếp. UAB bằng U1 cộng U23, suy ra U1 bằng UAB trừ U23 6V. Và sau khi có U1 thì ta lại áp dụng được ohm để tìm cường độ dòng điện qua R1. I1 chính là bằng IAB và bằng U1 chia R1. 6 chia cho 5 bằng 1,2 ampe. Như vậy là về cơ bản ta đã tính xong được I1. Đề bài cho biết I2 thì đến đây ta sẽ tính được cường độ dòng điện qua R3. I1 bằng tổng I2 và I3. Như vậy suy ra I3 bằng I1 trừ I2 bằng 0,4 ampe. Có I2, có I3, rồi có U23, tức là bằng U3, thì ta tính được R3. 48 chia 0,4, kết quả là bằng 120 ohm. Như vậy là thầy gợi ý bài tập này. Thì về nhà thì em sẽ làm bài tập thầy đã giới thiệu. Khi ta xem lại cái video này thì em xem một lần để ta nhớ phần gợi ý, rồi em quay lại cái đề rồi em làm. Và sau tiết học này thì có thể là sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên. Nội dung kiểm tra là từ bài định luật ohm đến bài đoạn mạch song song. Thì khi em về nhà em ôn lại lý thuyết của những bài đó, ôn lại các bài tập cơ bản, thì ta thực hiện bài kiểm tra đó.
Trước khi kết thúc, thì thầy cũng giới thiệu lại một bài trong sách bài tập mà tham khảo cho em thêm về cái mặt điểm mặt hỗn hợp. Thì cái bài 6.5 trang 16 sách bài tập. Ba điểm trở có cùng giá trị R bằng 30 ohm. Ở câu A, có mấy cách mắc ba điểm trở này thành một mặt điểm? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó. Ở câu B, tính điểm trở tương đương của mỗi đoạn mạch trên. Thì ta nhớ, nếu đoạn mạch chỉ có hai điểm trở thì có thể là chỉ có hai cách mắc thôi, hoặc mắc nối tiếp hoặc mắc song song. Nhưng mà đoạn mạch từ ba điểm trở trở lên thì chắc chắn là có cách mắc hỗn hợp. Nhưng mà ba điểm trở này nếu nó chỉ cùng giá trị, nó đều có cùng giá trị bằng 30 ohm thì chỉ có bốn cách mắc. Tại vì ta không hoán đổi giá trị điện trở nào thì sơ đồ không thay đổi cách mắc. Vì các em xem cụ thể, cách mắc thứ nhất là ba điện trở mắc nối tiếp, và cách mắc thứ hai là ba điện trở mắc song song. Đây là hai cách mắc cơ bản rồi. Thì còn lại là cách mắc hỗn hợp. Cách mắc thứ ba là giống như cái sơ đồ này. Và tại sao ở cách mắc thứ ba này thì ta chỉ có một sơ đồ? Vì ta có dời điện trở nào ở đến vị trí nào đi chăng nữa thì cách mắc nó không thay đổi. Tại vì ba điện trở này có giá trị bằng nhau, cho nên ta có dời điện trở mặt rẽ sang mặt chính thì điện trở tương đương nó không thay đổi. Và cách mắc thứ tư, hai điện trở mắc nối tiếp và cùng mắc song song với điện trở thứ ba. Bây giờ ta xem là điện trở tương đương của mỗi sơ đồ được tính như thế nào. Ở cách thứ nhất thì các em dễ dàng dùng công thức điện trở tương đương mắc nối tiếp tính. Cách thứ hai, dùng công thức nghịch đảo điện trở tương đương tính điện trở tương đương mặt song song. Còn cách thứ ba, như hồi nãy thầy đã nói, thì đầu tiên các em sẽ tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song. Rồi điện trở tương đương đoạn mạch song song này cộng cho cái điện trở R ở ngoài, vì hai đoạn mạch này mắc nối tiếp, thì ta tính được điện trở tương đương của cách mắc thứ ba. Còn ở cách mắc thứ tư là đoạn mạch này gồm có hai nhánh mắc song song. Nhánh thứ nhất gồm có hai điện trở mắc nối tiếp, như vậy ta sẽ tính được điện trở của nhánh ở trên là bằng 60 ohm. Rồi sau đó dùng công thức đoạn mạch tương điện trở tương đương của đoạn mạch song song, ta sẽ tính được cái điện trở của cái nhánh ở trên và nhánh ở dưới, kết quả là 20 ohm. Một phần hướng dẫn về nhà thì để chuẩn bị cho cái bài kiểm tra thường xuyên thì các em học thuộc các công thức, học thuộc từ luật ohm nha, thuộc các công thức và phải hiểu được ý nghĩa tên gọi các đại lượng trong công thức. Xem lại những cái bài tập đã giải ở cái bài định luật ohm cũng có bài tập thầy đã sửa ở đoạn mạch nối tiếp và mạch song song, thầy cũng đã cho bài tập để các em tự luyện. Nếu em nào có sách bài tập thì các em làm thêm trong sách bài tập nha. Và ta ôn lại các chủ đề 1 và 2 để chuẩn bị cho bài kiểm tra thường xuyên. Tiết học của thầy đến đây là kết thúc. Thầy chào các em.